Thật vinh dự khi được gặp lại Ngài. Ta nghe tin các ngươi đang gây họa lớn khắp nơi đúng không? Ông hỏi thế, chắc không có ý tới để giết chúng tôi chứ? Sao ta có thể giết chính anh em của mình? Nếu vậy có gì cần chúng tôi giúp, thì Ngài nói ra. Ta cần gặp tên Aswafit. Cái tên lập dị đấy sao? Nó đang sống ở hố quỷ hướng Tây. Sao gọi nó là đồ lập dị? Nó là tên yêu tinh dâm dê, chỉ quan tâm tới đàn bà và nhục dục. Vậy ta có thỏa thuận cho hai người. Nhanh chân lên đi. Tao nghĩ chúng bắt đầu theo tao rồi. Tao mau rời khỏi nơi này thôi. Mà có thể im lặng chút được không? Đau đầu quá đi mất. Ở sau lưng. Chạy nhanh lên. Tao đã bảo là không nên đi đường này mà. Tên điên này. Sao ngươi có thể tới đây? Giúp thả tự do cho tôi được không? Anh à, cầu xin mà, hãy thả tôi ra đi. Biết ngay mà, hóa ra ngươi cũng không khác gì mấy tên ác quỷ xấu bóng tối.
Mày là ai? Sao dám đột nhập vào đây? Tao tới để lấy nước mắt mẹ Thorani. Nực cười. Mày nghĩ mày có thể lấy nó đơn giản như vậy sao? Món đồ đặc biệt này mày cũng ăn cắp từ người khác không đúng sao? Cứng miệng đi. Cần sợ, ta tới rồi. Đầu kia. Còn sức để tôi lôi thêm một người nữa chứ? Sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy? Ít ra thì ta cũng đã thấy người mình yêu lần cuối. Ta đã nói chính tay ta sẽ giết ngươi rồi mà. Dậy mau, dậy đi, họ đang giết nhau kìa. Không chịu dậy, vậy ta sẽ đi đây. Ta không thể ngờ là có người đã diệt tên quái vật đấy thay ta. Ông là yêu tinh à? Hay ông là tu sĩ? Ta là người tới đây để giải thoát nỗi đau cho dân chúng. Vậy những tên ác quỷ bóng đêm đấy,
Chúng là những tên tự nguyện hầu hạ ta. Từ nay chúng sẽ tin nghe ta, sống dưới quyền lực của ta. Cái cô đang cầm trên tay có vẻ là một báo vật khó kiếm. Đấy là thanh gươm của chàng trai kia. Anh ta là người đã giao tranh với tên quái vật. Thưa ngài, nó chính là tên Phay, con trai của Hoa Du và Sang Đen. Đứng dậy, nhanh nào. Đi nhanh. Chúng ta sẽ tới chiếm lấy thành của chúng. Tất cả vàng bạc sẽ thuộc về mình tao. Đi nào, nhanh lên. Phay à, mẹ đây, con hãy tỉnh dậy đi. Phay à, đứa nào chậm chạp giết hết chúng đi, nhanh chân lên, nhanh lên. Nhanh hơn nữa đi, nhanh lên những kẻ lười biếng. Đứa nào làm chậm là tao sẽ giết. Sao mày lại sắp nhiều vậy? Tao đã bảo giết bớt mà, mà còn chả chịu nghe. Xương đòn tao sắp gãy rồi. Là mày sao? Tên tinh linh giả tạo. Đưa ra tay đánh vào thành của tao, tao đã tha cho mày mạng sống mà mày còn hỗn láo nữa sao? Lôi nó đi đánh. Mày không làm gì được tao đâu. Này, chúng mày định làm gì? Nhanh chân lên, nhanh chân lên nào. Chỉ là roi da, có gì mà la thét lên vậy?
Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org.
lên. Chơi đã đủ vui chứ chị? Tao chưa từng dám nghĩ một tên thầy cúng trừ tà lại ngủ với ma. Ông đang nói điều điên khùng gì vậy? Đứa bé trong bụng cô không phải là con người. Nếu không thì cô đã chết từ lâu. Xem ra tao và mày vẫn còn nghiệp chướng với nhau. Lần trước người mẹ tội lỗi của mày dám yêu con người, để cho dòng máu cao thượng phải bị giấy bẩn bởi dòng máu thấp hèn của con người, sinh ra một tên nửa người nửa quỷ đáng xa lánh như mày. Hôm nay tao sẽ chấm dứt mọi nợ nần, trị những tên phản bội yêu tinh bằng chính tay của tao. Ngài của tôi, ngài, ngài của mày đứng ở đây nè. Ngài ơi, ngài, đúng là ngài rồi, đúng là ngài, người mang lại hòa bình của chúng ta. Mọi người hãy tung hô ngài đấy nào. Thôi, thôi đủ rồi. Đen à, cho dù tên này không còn mắt, nhưng xem ra là người có ích. Kiếm việc trong cung cho nó làm đi. Dẫn nó đi tắm rửa đi. Dân thương ngài, tên râu xoăn kia lại đây. Mặt của ngươi trông rất là quen.
Dương à, dân thương ngài, mặt của ông bị sao vậy? Mang cả tên này đi cùng, ta muốn nghe nó hát bài Giả Từ Vũ Khí. Dân thương ngài, đi đi. Từ nay ma quỷ các người không cần phải sợ, vì từ nay nó sẽ không còn dám mò tới đây nữa. Đơn giản nó đã được nếm vị của ta. Mọi người hãy an tâm mà làm ăn, để ai cũng có tiền mà xài, khi đấy ta mới sống hạnh phúc. Bà bị bệnh giờ leo hay sao vậy? Về thôi Đen, Dương. Anh đi bây giờ, không muốn ở lại đây thêm một thời gian sao? Không muốn. Tôi có chuyện quan trọng cần làm. Người biết bay kia đi đâu rồi? Không rõ. Tôi cũng đã không thấy từ sáng sớm. Đợi đã. Thực ra chính ta cũng là nửa người nửa yêu tinh, nhưng quan trọng người ta sẽ nhìn mình ra sao. Chỉ cần cô là một người tốt là đủ. Ta đi đây. Đi nào. Và từ đấy, nước mắt mẹ Thorani, một trong ba món đồ đặc biệt có quyền năng Bedanaki, có thể đánh đuổi được yêu tinh và ác quỷ bóng tối, biến sạch khỏi trái đất này, nằm trong người con anh dũng của Hoa Du và Sang Đen, chỉ còn tro cốt hỏa ngục, gương thần Thê Qua mà họ cần lên đường để tìm kiếm. Tới tận những phương trời xa, cho dù biết bao hiểm nguy và kẻ thù đang chờ đón họ phía trước.